Tiếp nối diễn biến giang dở của tập trước, Thạch Hạo đã lấy được một thanh bảo kiếm của Ngũ Quan Vương. Trái ngược với dáng vẻ cũ kỹ dị xét đó, thanh kiếm lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Có nó rồi, Thạch Hạo sẽ có thêm sức mạnh để càn quét tứ phương. Sự định tiếp theo là tu luyện ra đạo tiên khí thứ hai. Ý nghĩ này quá tham vọng, một đạo tiên khí đã để cho cậu suýt trở thành thịt nướng rồi. Thanh Ý nhắc nhở không nên vội vàng, việc quan trọng hơn cần phải làm là củng cố nền tảng vững chắc rồi tìm cơ duyên sau. Mọi người di chuyển đến một khu vực có tên là Tống Giới. Đây là một trong những chiến trường của kỷ nguyên trước, chôn thây vô số cường giả. Rất nhiều bảo vật tiên đạo cũng rơi rớt khắp nơi. Phù văn chí tôn cốt trong cơ thể đột nhiên cảm ứng được thứ gì đó. Tiến lại trước một ngọn núi, cảm ứng lại càng mãnh liệt hơn. Trên vách núi có một dấu ấn bàn tay 5 ngón, chắc là trường lực của cường giả tạo ra. Núi đá ở đây cứng rắn vô cùng, có thể tạo ra vết tích lớn như vậy, chứng tỏ người xuất thủ phải có thực lực rất mạnh. Trước ngọn núi là một cái giếng bị trận pháp bao phủ, Thạch Hạo triệu hồi vũ khí tấn công và trận pháp, đánh thủng một lỗ đi vào trong. Bên trong là một tòa cung điện cổ xưa, tiên khí lượn lờ xung quanh, có một cỗ thi thể ngồi trên ghế. Trước tiên cứ thu lấy đã. Tuy nhiên, Đà Thần Thạch lại khuyên ngăn, hắn ta phát hiện xung quanh thi thể có trận pháp. Vị tiên nhân này trước khi mất mạng đã bố trí pháp trận để bảo vệ thân thể của mình. Động tĩnh phá trận bàn nãy làm cho mọi người xung quanh chú ý. Một tên thanh niên gọi là Huyết Xích nhanh chóng chạy đến. Nhìn thấy thi thể tiên nhân, hắn ta lập tức vui mừng. Cơ duyên như vậy không thể bỏ qua được, còn trực tiếp đuổi nhóm người Thạch Hạo cút ra bên ngoài. Bản đại gia sẽ tha mạng, đây chính là đang cướp giật giữa ban ngày mà. Đi bên cạnh hắn còn có một con bạch hổ, nhìn là biết thịt của nó sau khi nướng lên sẽ rất ngon. Huyết Xích nói ra thanh danh sư huynh của mình đã uy hiếp. Chủ nhân con bạch hổ này là thánh tử của thần miếu, đã sắp tu luyện ra tiên khí rồi. Nhóm người Thạch Hạo mà không biết điều thì sau này sẽ không còn chỗ đứng nữa. Điều mà hắn ta không biết đó là nam chính đã tu luyện ra tiên khí. Tuy nhiên cậu ta lại giả vờ yếu thế rồi cùng mọi người đi ra ngoài. Lý do Thạch Hạo chưa động thủ là vì xung quanh thi thể có trận pháp, xem tên kia phá trận như thế nào. Huyết Xích lại quá ngông cuồng, dù đã được Bạch Hổ nhắc nhở phải cẩn thận thì hắn ta vẫn tự động thủ. Kết quả là bị trận pháp đánh trọng thương không đứng lên được. Mục tiêu đã mắc câu, Thạch Hạo và mọi người lần nữa đi vào bên trong. Ban nãy hắn ta sỉ nhục các thứ, bây giờ cậu sẽ trả lại cả gốc lẫn lãi. Huyết Xích vận dụng sức mạnh điều khiển trường thương đâm lén phía sau lưng. Thạch Hạo lách người tránh né, Bạch Hổ lập tức lao đến tấn công phủ đầu. Hóa ra bọn chúng lại đang giả vờ bị thương để dụ Thạch Hạo xuất hiện. Đây đúng là kế trong kế, nhưng mà bọn chúng hôm nay đã tính kế nhầm người rồi. Thạch Hạo chỉ cần dùng vài chiêu đã ghim hắn ta vào vách tường. Huyết Xích bị chính trường thương của mình đâm vào người. Con hổ xông lên định liều mạng, Thạch Hạo rút kiếm múa vài đường. Thấy không ổn rồi, Bạch Hổ lập tức tốc biến lại gần cỗ thi thể. Ý định của con hổ là kích hoạt trận pháp, nếu đã không thể sống sót thì hãy chết chung đi. Thanh Y và Thái Âm Ngọc Thỏ và tên mập lao đến ngăn cản nhưng vẫn chậm hơn. Con hổ và một cú tát vào bình gốm khiến trận pháp bảo vệ bên ngoài bình gốm bị hủy. Một cái đầu của hung thú bay ra ngoài, nó phóng thích sức mạnh chiếu thẳng lên trên. Con đường đi xuống cũng là phía trên, công kích vô tình phá hủy đường thoát ra ngoài. Sau đó bộ xương lại phóng ra làn khói màu xanh ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Chỉ cần lướt qua đã thôn phệ con hổ, sau đó đến lượt Huyết Xích bị tiễn đi chầu với ông bà. Thạch Hạo và mọi người lấy hết tốc độ bay ra xa, làn khói đuổi theo với tốc độ rất nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn đã bắt kịp. Cậu ta buộc phải sử dụng chiêu luân hồi bảo thuật bảo vệ mọi người, cố gắng cầm cự thêm chút thời gian để cho Đà Thần Thạch phá trận. Nhưng mà trận pháp này lại quá khủng khiếp, còn do tiên nhân bố trí, Đà Thần Thạch cũng bó tay hết cách. Thạch Hạo chẳng cầm cự được quá lâu, luân hồi bảo thuật bị phá hủy, làn khói xanh ập đến bao phủ mọi người. Thạch Hạo và Thanh Y bị hóa kiếp. Phần phim đến đây khép lại, nhưng nhà sản xuất nói không, chúng tôi sẽ vắt sữa thêm vài năm nữa. Thế là nam chính lại được cao nhân giải cứu. Người ra tay chính là Liễu Thần. Cành liễu đột nhiên vươn ra khỏi ngực Thạch Hạo rồi phá hủy cái đầu lâu hung thú. Trận pháp lập tức được giải trừ. Mọi người thở phào nhẹ nhõm vì giữ lại được cái mạng nhỏ. Thanh Nghi từng đọc qua rất nhiều sách cổ nên nàng ta đoán ra được tòa cung điện này bắt nguồn từ kỷ nguyên tiên cổ. Năm xưa có một gốc tiên thụ dùng lá liễu đánh bại một sinh linh thượng cổ, nhưng mà sinh linh này lại quá mạnh. Dù đã bị hóa kiếp thì nguyên thần vẫn không tiêu tán hết, cho nên nguyên thần sót lại đã bị phong ấn vào trong chiếc bình gốm.
sau đó được vị chân tiên trấn thủ. Sau này có một tên vô thượng cường giả muốn đoạt lấy bình gốm. Vị tiên nhân đó liều mạng bảo vệ, hai người xảy ra trận đại chiến khủng khiếp. Đây chính là trận chiến mà Thạch Hạo đã nhìn thấy trước khi tiến vào cung điện. Kẻ địch bị thương, người thủ hộ cũng ngã xuống, trước khi mất mạng đã bố trí trận pháp để không cho bất kỳ ai mang bình gốm đi. Cành liễu mà Thanh Y nói đến chính là liễu thần, may mà liễu thần vẫn để lại hậu chiêu. Vì trên người cậu có dính khí tức của liễu thần nên sau khi đến tông giới mới sinh ra cảm ứng. Thạch Hạo rất cảm kích vì liễu thần lại lần nữa cứu mạng mình. Nhưng mà cậu lại cực kỳ thắc mắc, vị tế linh thạch thôn mạnh như vậy, rốt cuộc có thân phận gì? Bỏ qua chuyện đó, việc trước tiên cần phải làm là thu lấy thi thể tiền nhân. Trước khi con bạch hổ bỏ mạng đã dùng bí pháp đặc biệt truyền tin về cho chủ nhân của nó. Thanh Y lo sợ Thạch Hạo sẽ gặp bất lợi. Thiên Quốc là tổ chức chuyên ám sát, có một tên quái thai vô cùng đáng gờm, ngay cả thập quan vương cũng kiêng dè. Thạch Hạo lại không lo lắng, cái cậu sợ là bọn chúng không đến mà thôi. Đi ra khỏi cung điện, tên mập dẫn mọi người đến một tòa thành. Quang cảnh nơi đây không được hào nhoáng cho lắm, nhưng đừng nhìn dáng vẻ đơn sơ đó mà khinh thường. Năm xưa thập quan vương đã ở chỗ này lấy được cổ thư, mọi người đến thử vận may biết đâu sẽ lấy được bảo vật. Từ lúc đi vào phường thị, nhóm người Thạch Hạo đã bị theo dõi. Thấy thời cơ đã đến, sát thủ nhanh chóng động thủ. Kẻ địch dùng chiêu ám sát bất ngờ, ngưng tụ một thanh kiếm khổng lồ trên bầu trời rồi giáng xuống. Thạch Hạo rút kiếm ngăn cản, sau vài lần tung chiêu đã phá hủy được thanh kiếm. Đà thần Thạch nhận ra sát chiêu đó là do cường giả ám sát hàng đầu của Thiên Quốc ra tay. Tên đó đã ẩn nấp rất lâu để chờ cơ hội đánh lén, định dùng một chiêu đoạt mạng. Nhưng mà Thạch Hạo đã phát hiện ra kế hoạch khiến màn ám sát thất bại. Sau khi tu luyện ra tiên khí, giác quan của cậu đã rất nhạy bén. Trước khi gặp nguy hiểm sẽ cảm nhận được một luồng khí lạnh. Âm thầm động thủ không có kết quả, hắn ta đành phải đích thân ra mặt. Lại một tên nữa chủ động đi tới nạp mạng. Nhưng chưa kịp chứng kiến chuyện đó thì tập phim đã khép lại. Nếu thấy video bổ ích, hãy để lại cho mình xin một lượt like nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.